Thanh, huyện Thanh Trì. Đây là Đài Phát thanh huyện Thanh Trì. Đài Phát thanh huyện Thanh Trì phát trên sóng FM tần số 94,3 MHz. Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự chiều thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh huyện Thanh Trì. Trong chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính như sau. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nội dung cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị, phải đề cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu. Chuyên đề xây dựng đảng với thông tin, các cơ sở trong huyện quan tâm công tác xây dựng đảng. Trang tin phản ánh hoạt động của các ban ngành đoàn thể huyện và cơ sở trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chuyên mục an ninh quốc phòng chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuối chương trình, mục tìm hiểu pháp luật có nội dung tiếp theo, thông tư 148 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau đây là nội dung chương trình. Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chuyên đề này hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị, phải đề cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu. Việc nêu gương phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Trong đó, nội dung nêu gương về trách nhiệm trong công tác là cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động sản xuất công tác, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm và làm đến nơi đến chốn, hiểu và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quyền hạn của mình, làm việc có nguyên tắc kỷ luật, có lý, có tình, không lạm dụng chức vụ quyền hạn khi giải quyết công việc, chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, cơ hội thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Đối với người đứng đầu cấp ủy và cơ quan đơn vị, ngoài nội dung nêu gương theo các mặt trên, còn cần phải có năng lực tham gia, quyết định và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của mình, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực điều hành, tập hợp quần chúng, biết sử dụng nhân tài, phối hợp công tác, có khả năng đúc rút kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn, có phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tế, biết lắng nghe, nhạy bén, có năng lực dự báo nắm bắt thời cơ, biết quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực làm công tác tư tưởng và công tác vận động quần chúng. Cán bộ và nhân dân huyện Thanh Trì thi đua xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Trong chuyên đề xây dựng đảng hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin. Thị trấn Văn Điển học tập nghị quyết Trung ương 8 khóa 12. Ngày 12 tháng 1, Đảng bộ thị trấn Văn Điển tổ chức học tập tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng, Phó trưởng phòng lý luận lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu tới cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn Văn Điển về thời gian nội dung chương trình làm việc và kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Trong đó, báo cáo viên tập trung giới thiệu sâu vào 3 nội dung gồm kết luận số 37 về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng năm 2018 với những kết quả nổi bật, 12 trên 12 chỉ tiêu đề ra đầu năm đều đạt và vượt, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt. Trung ương cũng chỉ ra 9 hạn chế yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục, giải quyết tồn tại khó khăn, phấn đấu thực hiện thành công 12 trên 12 chỉ tiêu trong năm 2019. Quy định 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Chiến lược Phát triển Kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau hội nghị, Đảng ủy thị trấn yêu cầu các đồng chí cán bộ đảng viên viết bài tu hoạch gửi về Ban tuyên giáo Đảng ủy thị trấn trước ngày 25 tháng 1 năm 2019 để tổng hợp báo cáo kết quả học tập về huyện ủy. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ cụ thể tại địa phương đơn vị. Đồng chí Lê Ngọc Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Văn Điển nhấn mạnh:
đề nghị cấp ủy các chi bộ, các đồng chí về tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận tại đơn vị mình và tập trung lựa chọn một số nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến chi bộ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch hành động đạt được kết quả hiệu quả tốt nhất. Về viết bài thu hoạch cá nhân thì đối với đồng chí đảng viên miễn sinh hoạt, đảng viên không đủ sức khỏe lao động và các đồng chí đảng viên trên 60 tuổi đang sinh hoạt tại các chi bộ không bắt buộc viết bài thu hoạch lần này. Ngày 11 tháng 1, Đảng ủy xã Ngọc Hồi tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì đã tới dự. Năm 2018, Đảng ủy xã Ngọc Hồi đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong đó trọng tâm là triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham dự các buổi học tập đạt 96%, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ vững về chính trị, tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ. 100% cấp ủy các chi bộ nghiêm túc đưa vào nghị quyết hàng tháng, quý với nội dung lãnh đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, làm tốt công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo kiện toàn một chủ tịch hội đồng nhân dân, một phó chủ tịch hội đồng nhân dân, một phó chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên xã. Kết nạp 11 đảng viên mới đạt 110% kế hoạch năm. Thực hiện công tác xét đề nghị tặng và trao tặng 32 huy hiệu đảng cho đảng viên đảm bảo đúng quy định điều lệ đảng. Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành bài bản. Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 4 cuộc kiểm tra giám sát. Các chi bộ xử phạt khiển trách 4 trường hợp đảng viên sinh con thứ 3. Huyện ủy ra quyết định xóa tên 2 đảng viên vi phạm điều lệ đảng. Ngoài ra, Đảng bộ xã Ngọc Hồi đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 605.560.000.000 đồng, tăng 10% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48.500.000 đồng một người một năm, tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2017. Hiện toàn xã còn 48 hộ nghèo, giảm 11 hộ so với năm 2017. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã thu các loại thuế cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Thu ngân sách xã ước đạt 156% kế hoạch huyện giao. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai rộng khắp, đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. 7 trên 7 làng tổ dân phố đạt làng tổ dân phố văn hóa, 90,3% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ xã Ngọc Hồi đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. 2019 đó chính là năm nước rút để chúng ta hoàn thiện thực hiện toàn bộ các cái chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng, và chúng ta sẽ phải xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ sau như thế nào cho nó bám sát kịp thời với tư tưởng và phát triển chung của đất nước, của thủ đô. Chúng ta làm tốt về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để hạn chế, ngăn chặn, phát hiện kịp thời những vụ việc phức tạp và giải quyết quyết liệt. Đồng thời, từng bác, từng đồng chí đảng viên chúng ta, mình có trách nhiệm nêu gương và có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục nhân dân quần chúng cùng tháo gỡ, cùng giải quyết khó khăn. Mỗi đảng viên tốt thì chi bộ sẽ tốt, và chi bộ vững mạnh thì đảng bộ huyện rồi các cấp chúng ta mới vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã khen thưởng 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin. Phát biểu tại lễ tổng kết công tác Hội cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2019, đồng chí Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, hội là tổ chức với vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu giúp cho các cấp chính quyền thực hiện chính sách người có công và công tác nghĩa tình đồng đội tại mỗi địa phương, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội cựu thanh niên xung phong huyện không ngừng phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của toàn dân, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp văn minh. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trần Văn Khương nhấn mạnh: rất là trân trọng những sự cống hiến đóng góp của các thế hệ cựu thanh niên xung phong của thủ đô, nhất là của huyện Thanh Trì, và rất mong là công tác hội cựu thanh niên xung phong của Thanh Trì 2019 và những năm tiếp theo sẽ phát triển, và cán bộ hội viên cùng với lãnh đạo và nhân dân chúng ta chăm lo những phần việc trước mắt là đón Tết Kỷ Hợi này thật là thành công, và sau đón Tết là một cái chỉ tiêu pháp lệnh là các bác giúp cho cái động viên con cháu mới góp ý cho bí thư chủ tịch các xã là cái tuyển quân phải hoàn thành, góp phần thiết thực hiệu quả hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị chung của huyện Thanh Trì quê ta. Năm 2018, huyện đã chỉ đạo tổ chức cho một số hộ dân tham quan học tập mô hình tại các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định. Trên cơ sở đó lựa chọn hộ dân, đơn vị thiết kế, thi công, đơn vị cung cấp vật tư thiết bị, đơn vị chuyển giao công nghệ, hoàn thành xây dựng nhà màng, nhà lưới trồng rau thủy canh với diện tích 2.600 m². Về công nghệ, khu thủy canh hồi lưu có giá 104 giá, 728 máng và 21.840 hốc trồng rau, năng suất bình quân 2,1 tấn trên một lứa. Khu thủy canh tưới nhỏ giọt gồm 2.000 bịch giá thể trồng cà chua, dưa chuột, năng suất bình quân 4 tấn một vụ. Tháng 8 năm 2017, mô hình đã bắt đầu vận hành thử nghiệm. Hiện nay mô hình đã hoàn thành tiếp nhận công nghệ pha dinh dưỡng, phục vụ sản xuất và đi vào sản xuất với các chủng loại. Rau cải các loại, xà lách, cà chua, rau muống, bình quân năm sản xuất được 10 đến 11 lứa rau, cho thu nhập đạt khoảng 800 triệu đồng một năm, cao hơn trồng rau tại địa phương khoảng 20 lần. Các sản phẩm thủy canh đã được lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra dư lượng, vi chất để đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm và hiện đã được trưng bày, giới thiệu và cung cấp đến người tiêu dùng thông qua các điểm cung ứng sản phẩm an toàn của huyện và tại một số siêu thị. Cũng trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã hướng dẫn hộ gia đình các thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao, các thủ tục về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn Việt Gáp để đủ điều kiện đưa các sản phẩm rau thủy canh vào siêu thị, thị trường cao cấp. Năm 2018, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 07 ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh khiếu nại tố cáo công dân. Lãnh đạo huyện thường xuyên tiếp đối thoại với công dân, duy trì họp giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp kéo dài. Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tiếp 677 lượt công dân, tăng 160 lượt so với cùng kỳ, tiếp nhận 1.072 đơn, trong đó có 1.035 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, tăng 314 đơn so với cùng kỳ. Đã giải quyết xong 939 trên 1.035 đơn, đạt tỷ lệ 91%. Các vụ việc còn lại đang trong thời gian thụ lý giải quyết. Tổ chức 8 cuộc thanh tra chuyên đề và đột xuất về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cấp phép xây dựng, kiểm tra sau cấp phép xây dựng đối với các tổ chức trên địa bàn. Qua thanh tra đã kịp thời yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về quy trình xử lý giải quyết đơn thư, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung một số quy định còn chưa phù hợp, thiếu chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ đề năm 2018, Đảng ủy xã Tứ Hiệp đã đăng ký hai phần việc liên quan đến công tác vệ sinh môi trường. Thứ nhất là giao nhiệm vụ cho các chi bộ, phân công các đảng viên tại từng ngõ xóm vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Thứ hai là trồng hoa tại tuyến đường thôn Cương Ngô, tuyến đường thôn Cổ Điển A. Thực hiện phần việc đã đăng ký, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Tứ Hiệp đã có thông báo kết luận chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, thực hiện tới toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, gồm các đảng viên sinh hoạt hai chiều theo quy định 76. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở và có biểu theo dõi các đảng viên tham gia hàng năm của chi bộ. Đến nay, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các chi bộ thôn, tổ dân phố đã dần đi vào nền nếp. Tiêu biểu là xóm đoàn kết thôn Văn Điển, mỗi buổi vệ sinh môi trường có hàng trăm người, gồm cả đảng viên và nhân dân tham gia. Bà Hoàng Thị Hồng, bí thư chi bộ thôn Văn Điển, cho biết.
Thực hiện cái thông báo của đảng thì chúng tôi tổ chức họp đảng viên hai chiều và đảng viên trong chi bộ, được cán bộ đảng viên và chúng nhân dân là hưởng ứng, là riêng một cái xóm đoàn kết xin phép làm vào chủ nhật. Cứ sáng chủ nhật là họ đi hết lượt hàng gần 100 người, vừa đảng viên vừa nhân dân là đi ra quét dọn. Nhiều người họ tham gia ủng hộ là mấy trăm nghìn ấy, để mua chổ, mua xẻng để vào nơi quy định, để cứ chủ nhật là dọn vệ sinh. Đấy, thực sự là chúng tôi là dần dần cũng đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, trong năm 2018, Đảng ủy xã Tứ Hiệp đã chỉ đạo trồng bổ sung hoa ngũ sắc và hoa dạ yến thảo trên các tuyến đường tại thôn Cổ Điền A, thôn Cương Ngô, thôn Phan Điền, đường liên xã với tổng số tiền 150 triệu đồng, đồng thời huy động giáo viên 5 trường học, cán bộ công đoàn xã, các ban ngành đoàn thể xã và cơ sở tham gia trồng hơn 2.000 m2 hoa thanh thảo, cúc ngũ sắc, trồng 130 cây hoa giấy tại dốc đê Đồng Trì, tạo chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn xã. Thời gian qua, trên địa bàn xã Tà Thanh Oai, tình trạng quảng cáo, giao vặt, tờ rơi không phép diễn ra phức tạp. Việc dán quảng cáo nơi công cộng trên các cột điện, tường rào, gốc cây xanh gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự xã hội và mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 1, Tổ công tác xử lý hoạt động quảng cáo giao vặt trên địa bàn xã đã ra quân bóc xóa quảng cáo giao vặt không đúng nơi quy định với sự tham gia của hơn 50 thành viên là các đồng chí công an huyện Thanh Trì, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng công an xã tại các tuyến đường chính của xã. Thông qua đợt ra quân này nhằm tăng cường chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, đồng thời đưa hoạt động quảng cáo vào trật tự theo đúng quy định, góp phần đảm bảo mỹ quan và văn minh đô thị. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc. Để chủ động phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổng kiểm tra tình hình bệnh lở mồm long móng gia súc và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc. Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn theo quy định, hiệu quả ngay từ đầu, tuyệt đối không để bệnh lây lan ra diện rộng, tiêm phòng đầy đủ vaccine lở mồm long móng nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, tăng cường kiểm tra việc vận chuyển giết mổ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, các trường hợp động vật mắc bệnh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y theo quy định. Cơ sở giết mổ tập trung xã Vạn Phúc, công ty cổ phần Thịnh An hàng ngày thực hiện vệ sinh môi trường, phun nước rửa sạch sẽ khu giết mổ và xung quanh sau mỗi ca giết mổ, đồng thời thu gom chất thải rắn, đưa đi xử lý theo quy định, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng và phun hóa chất từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng toàn bộ cơ sở giết mổ. Phòng Kinh tế chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn đôn đốc Ủy ban Nhân dân xã thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn. Trạm thú y chỉ đạo hướng dẫn nhân viên kỹ thuật chăn nuôi thú y thường xuyên tích cực giám sát dịch bệnh đến từng thôn, xóm, hộ, cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, chủ động nắm bắt tình hình, biên soạn các bài tuyên truyền về bệnh lở mồm long móng và các biện pháp phòng chống để người dân biết, thực hiện khai báo kịp thời khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc khó khăn, các đơn vị báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện qua Phòng Kinh tế để kịp thời giải quyết. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục An ninh Quốc phòng của Đài Phát thanh huyện Thanh Trì. Trong chuyên mục An ninh Quốc phòng hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin. Xác định từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng, nhất là trên tuyến đường quốc lộ 1A, đường Phan Trọng Tuệ, tình trạng vi phạm luật giao thông, đặc biệt là sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nguy cơ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền trên đài truyền thanh, xe lưu động phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, chủ phương tiện phải có ý thức trách nhiệm tuân thủ quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dầu, Phó trưởng Công an huyện nhấn mạnh: chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, tham mưu các ủy chính quyền các cấp tập trung bám sát chủ đề do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thành phố, huyện phát động để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, cố gắng trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu, các cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tăng cường công tác vận động,
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, chủ động thường xuyên phối hợp với các ban ngành chức năng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức rà soát các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông để đánh giá nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ùn tắc kéo dài, tập trung xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng giải tỏa và chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, chỉ đạo các xã thị trấn kiểm tra và xử lý nghiêm việc sử dụng lòng đường vỉa hè, nơi buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu xây dựng, đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại sự bình yên cho tất cả mọi người, để người người, nhà nhà cùng nghỉ lễ đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi. Xã Vạn Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2018. Về dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dầu, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì. Trong năm qua, Ban Công an xã Vạn Phúc đã làm tốt công tác an ninh, giữ gìn trật tự trên địa bàn, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban quân sự xã đã tiếp tục duy trì tốt công tác luyện tập dân quân, làm tốt và hoàn thành công tác tuyển quân. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Vạn Phúc đã khen thưởng 17 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng an ninh năm 2018. Ngày 11 tháng 1, xã Tam Hiệp tổ chức tổng kết công tác quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Hiệp duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực đảm bảo quân số theo đúng quy định, phối hợp với lực lượng công an, nắm chắc địa bàn, trực phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, đã xây dựng triển khai tổ chức 16 đợt trực sẵn sàng chiến đấu với 1.205 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia. Huy động 100% cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức, tham gia cuộc thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện của huyện, đạt giải nhì, cử lực lượng tham gia huấn luyện, hội thao đầy đủ, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 74,8% đạt khá giỏi. Trong năm đã đăng ký nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ cho 158 công dân, kết nạp 35 đồng chí dân quân năm thứ nhất, thực hiện nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật trong tuyển quân, bàn giao thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Cho biết phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019, đồng chí Lê Văn Thảo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Hiệp nhấn mạnh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên và của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã trong công tác quân sự quốc phòng, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn, thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống, tiếp tục kiện toàn, củng cố lực lượng dân quân đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, nhất là chất lượng về chính trị, nâng cao trình độ năng lực của Ban Chỉ huy quân sự xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm tham mưu cho lãnh đạo chính quyền xã một cách chủ động, kịp thời, chuẩn xác hơn. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018. Để chủ động đấu tranh chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn cần tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các hoạt động lễ hội đầu năm 2019. Chỉ đạo các lực lượng thực hiện có hiệu quả chuyên đề, kế hoạch về đấu tranh, chấn áp tội phạm, trọng tâm là các ổ nhóm tội phạm, số đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo, buôn bán hàng cấm hàng giả, triệt phá các ổ nhóm cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan, tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, tạm trú tạm vắng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và các lễ hội đầu năm, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, ổn định trật tự tại các chợ nông sản, chợ hoa, chợ Tết diễn ra trên địa bàn huyện. Pushmark chanh leo, lộc theo về nhà.
Mẹ ơi, con tìm ra quà Tết tặng ông bà rồi này. Gì vậy con? Hôm trước sang chơi nhà cô Hoa, cô mời bà Pushmark cam ép. Bà cứ hỏi mua chỗ nào để mua cho ông cùng uống nữa cơ. À, đúng rồi em ạ. Bố mẹ già rồi, không nên dùng đồ uống Coca. Pushmark cam ép, vừa tươi ngon, vừa an toàn, lại đúng sở thích của ông bà. Con nữa, cả Pushmark chanh leo như năm ngoái. Con thích cả hai luôn. Thế thì mẹ phải đi mua ngay, chậm chân rồi hết mất. Pushmark cam, phúc tươi tràn, cả nhà ta cùng uống. Ôi giời ơi, hôm nay mới qua thăm nhà mới của ông được đây, gớm, hoành tráng quá nhỉ. Chuyện tôi đặt hết tâm huyết vào ngôi nhà này đấy. Ê, từ, tôi bảo này, cái anh William Cường ở chỗ nào đấy, tôi đi thăm cái, bí lắm rồi. Ôi giời đây, mời ông. Ừ, chà, sảng khoái, dùng sướng thế. Này, tôi vừa vào bệt đã tự động mở ra, không có cảm giác lạnh khi ngồi xuống, lại còn tự động xả nước và đóng nắp, hay thật đấy. Chưa hết đâu, còn có chế độ massage tự động, đặc biệt mỗi lần xả chỉ mất 3 giây và 3 lít nước, vô cùng tiết kiệm nhé, mà lại vẫn sạch. Hết cặn dịch khuẩn, khử mùi và thân thiện với môi trường nữa cơ. Thế ông lắp đặt của hãng nào đấy? Là của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xứ Hào Cảnh đấy ông ạ. Tuyệt thật, sang trọng này, đẳng cấp này, thật đúng là sướng từ đáy lòng sướng đi. Còn nữa nhá, thương hiệu xứ Hào Cảnh sản xuất trên dây chuyền công nghệ 4.0 là sản phẩm bệt xứ thông minh tự động đầu tiên của Đông Nam Á, được xuất khẩu đi khắp thế giới đấy. Hàng Việt Nam chất lượng cao là đây chứ đâu. Tôi phải sắm ngay bệt xứ vệ sinh cao cấp của Hào Cảnh mới được. Thiết bị vệ sinh cao cấp Hào Cảnh, thông minh, tiện ích, đẳng cấp vượt trội. Truy cập website haocanhceramic.com để biết thêm chi tiết. Điện thoại liên hệ 02 27 378 1668. Mình ơi, ra đây đỡ hộ em cái nào. Đây đây, em mua gì mà nặng thế này? Tên, ngạc nhiên chưa chồng? Bao nhiêu bát đĩa chất nềm, hôm nay vợ lại mua thêm làm gì? Mình ơi, thắc mắc làm chi? Chất xứ cao cấp đâu như hàng thường. Mình xem, bên trong chẳng khác gì soi gương. Thương hiệu đã được kiểm định xuất khẩu đấy mình ạ. Công nhận, anh thấy chất mềm rất bóng, trong, mịn và rất đẹp. Mẫu mã cũng tinh tế, sang trọng, rất hợp với bếp Việt của vợ anh. Mà của thương hiệu nào đây mình ơi? Sản phẩm xứ Minh Châu của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xứ Hảo Cảnh đấy chồng. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với những nguyên liệu tốt nhất, được tuyển chọn trên toàn thế giới. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, không chứa chì hay kim loại nặng khác, rất an toàn cho sức khỏe đấy chồng ạ. À, hàng Việt mà chất lượng lại khỏi chê, nhưng sao vợ mua nhiều thế hả? Đây là hộp quà Tết em mua tặng ông bà ngoại này. Đây là quà tặng ông bà nội nhá. Mà bộ ấm chén cao cấp độc đáo này này, em mua để tặng ông sếp khó tính của em đấy mình. Trời, vợ tính toán hết rồi đó hả? Vậy mai đi mua cho chồng thêm vài bộ xứ Minh Châu để chồng làm quà tặng sếp và đối tác nhá. Ok chồng yêu. Xứ xương Minh Châu, an toàn sức khỏe cho mọi gia đình. Xúc xác xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi, mang vào Cần Thơ chút tình núi ngự, gửi ra Đà Nẵng phúc lộc sông Hồng, đi ngược Đồng Nai về thăm Đắk Lắk, quà xuân chất ngất, đón Tết linh đình, tri ân chút tình đón mừng năm mới, giữa Kỷ Hợi tới, vạn sự an khang. Chương trình Hành Trình Tết Yêu Thương của BIDV đang lan tỏa từ miền Trung đến mọi miền Nam Bắc, từ phố nhỏ đến phố to khắp Sài Gòn, Hà Nội. Cứ đến quầy là quà trao tay. Anh, tham gia liền để được nhận bình nước siêu xịn và cốc sứ siêu xinh cho em đi. Em yên tâm, từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019, giao dịch gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền kiều hối, đăng ký thẻ, giao dịch BIDV Smart Banking đều được nhận quà mà. Lại còn nhân gấp 3 cơ hội trúng thưởng trong tuần vàng, giải thưởng 1 lượng vàng, bộ đôi xe đạp thể thao trị giá 200 triệu đồng, xe ô tô Hyundai Accent trị giá 500 triệu đồng và rất rất nhiều giải thưởng hấp dẫn nữa đấy. Đến BIDV ngay thôi em. BIDV, hành trình Tết yêu thương. Sau đây mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung Thông tư 148 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Điều 10, tổ chức hiệp đồng tuyển quân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì việc tổ chức hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân để thống nhất về chỉ tiêu và các mốc thời gian để nghiên cứu hồ sơ thâm nhập đối với đơn vị được quy định thâm nhập 3 gặp 4 biết, chốt quân số, phương pháp giao nhận quân như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiệp đồng với cấp sư đoàn, lữ đoàn và tương đương, cấp dưới trực tiếp các đơn vị trực thuộc bộ. Ủy ban nhân dân cấp huyện hiệp đồng với cấp trung đoàn và tương đương, cấp dưới trực tiếp cấp sư đoàn và tương đương. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh huyện Thanh Trì đến đây là hết. Các phát thanh viên Thanh Hồng, Đỗ Ngọt và kỹ thuật viên Hoàng Hiệp xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.